2019 và đặc biệt là những quý vị khách hàng đang có mặt và cùng trải nghiệm tại gian hàng MBI Moto của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, MBI công nghệ tương lai kiến tạo bền vững là tập đoàn công nghệ đa quốc gia có bề dày hoạt động hơn 25 năm và cho đến nay MBI đã sở hữu hơn 200 bản sáng chế phát minh được đăng ký bản quyền với tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. Tiên phong nghiên cứu phát triển bộ truyền động, MBI không ngừng nâng cấp các công nghệ về bộ truyền động chung, bộ truyền động động cơ cho xe hơi, xe máy điện, xe tay ga, xe đạp điện và bắt tay. Dựa trên chính những thành phần nghiên cứu đó, MBI tiếp tục sản xuất và giới thiệu đến quý vị khách hàng các sản phẩm xe máy điện, xe tay ga điện tiên tiến nhất. Và tại triển lãm Auto Expo 2019 lần này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị về 3 dòng sản phẩm xe máy điện đang có mặt tại gian hàng: MBI X cá tính, linh hoạt tiết kiệm, MIS tiên phong mạnh mẽ vượt trội, MIV đẳng cấp công nghệ và kinh tế. Và đây là các dòng sản phẩm xe máy điện có nhiều tính năng vượt trội như vận tốc cực đại là 140 km/h, tốc độ di chuyển được trong một đường dài là 110 km. Ngoài ra với ba chế độ lái có vận tốc thiết kế hoàn toàn có thể trải nghiệm thông qua ứng dụng Tigo. Con này là lùi 4 km. Và ngay lúc này thì chúng ta có thể nhận được những phần quà. Xin mời quý vị hãy nhanh chân hơn nữa và đến lại vòng hoa với gian hàng của chúng tôi. Các cùng chuẩn bị check in, đăng ký thông tin cá nhân của mình theo sự hướng dẫn của nhân viên. Và quý vị cần lựa chọn về cho mình một số những phần quà vô cùng hấp dẫn tại gian hàng của MBI Moto của quý vị. Ok. Cool.